Lâm Phi xuyên qua đến quỷ dị khôi phục thế giới song song, tham gia một cuộc thi, lại ngoài ý muốn thi trúng thành hoàng. Đến tận đây, hắn tu địa phủ, xây luân hồi, phân âm dương, cứu người, truy bắt ác linh, thưởng thiện phạt ác. Công đức chi lực gia thân, phúc trạch nhất phương bách tính. Lâm Phi Nói ra cậu có thể không tin, tất cả bắt đầu chỉ vì một cuộc thi mà thôi. Tiểu thuyết máu chốt Quỷ dị thế giới Ta thi đậu thành hoàng không đạn cửa sổ, quỷ dị thế giới. Ta thi đậu thành hoàng TXT toàn tập đao loạt, quỷ dị thế giới. Ta thi đậu thành hoàng chương mới nhất. Chương 1 Thí sinh Lâm Phi, thi đậu thành hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Miếu thành hoàng, pháp thân hiện thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 ngẩng đầu ba thước có thần minh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Vùng tay lên, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Võ phán quan, hiện thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Sinh tử bộ, thưởng phạt tuổi thọ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 7 Văn phán quan, thưởng thiện phạt ác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Quyên tiền, náo nhiệt miếu thành hoàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Đầy đủ mà, Pháp thân tạo nên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Cầm ta mua mệnh tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.